Rồi, thì hôm trước là mình đã cài xong rồi. Thì bây giờ bắt đầu từ buổi học ngày hôm nay trở về sau luôn. Để mà các bạn làm được cái thằng này á, thì các bạn phải làm giúp cho mình một cái thao tác là bật cái Sambi lên. À, các bạn start lên giúp mình. Và mình sẽ không có cài Sambi lại nữa nha các bạn ha. Mình cài một lần thôi. Nó là cái phần mềm setup ấy. Nên là mình cài một lần thôi. Cài xong rồi á, thì mình sẽ sử dụng luôn. Bằng cách là các bạn vô trong cái style của mình ấy. Trong cái style của mình ha, các bạn search giúp cho mình chữ Sambi thì nó sẽ hiển thị ra được một cái icon của cái thằng Sambi á, các bạn click vô nó thì nó sẽ tự động nó hiện ra cho mình cái thằng này ha, nó sẽ hiển thị ra cái thằng control panel của cái thằng Sambi và các bạn chỉ cần style giúp cho mình hai cái thằng đó là Apache với lại thằng MySQL lên thôi ha, mình style lên hai cái thằng này và mình sẽ truy cập lại vào trong cái link để mình có thể mình xử lý. Đó. FS Capture cái phần mềm của mình được cho đúng không? Cái gì? Đúng rồi, FS Capture. Ha, mình sẽ style lên. Rồi. Thì ví dụ như á mới nãy ha cái trang web của mình ấy, ví dụ như là mình sẽ là localhost xẹt cái gì đó, xẹt cái tên thư mục đúng không? Xẹt cái tên thư mục ha. Ví dụ như ở đây là cái tên thư mục của mình là chữ WordPress luôn, thành cho nên là mình sẽ là xẹt WordPress. Còn các bạn là cái tên thư mục của các bạn là cái gì á thì các bạn xẹt cái tên thư mục đó thì nó sẽ truy cập vào được cái trang web của mình. Thì ở đây nó sẽ có như sau. Bây giờ sau khi mà các bạn đã setup xong rồi á, các bạn truy cập vô trong cái trang của mình rồi thì nó sẽ hiển thị ra được cái trang web của mình. À, cái trang web mặc định của mình. Bây giờ mình mong muốn là mình sẽ customize, mình sẽ vô cái trang quản trị, vô cái trang quản trị của cái WordPress này thì mình sẽ làm như sau ha, mình sẽ làm như sau nè. Các bạn truy cập giúp cho mình vô trong cái đường link như sau. Đây ha. Localhost xẹt tên thư mục là các bạn đặt ấy và các bạn xẹt tiếp giúp cho mình wp gạch admin. Wp này là viết tắt của cái từ WordPress á, và gạch admin thì nó sẽ truy cập vô được cái trang admin của mình. Mình sẽ xẹt thêm admin nha. Đây. WP gạch ngang admin. Rồi, enter một phát. Thì ở đây là tại vì là mình đã đăng nhập rồi nè. Còn nếu như mà các bạn chưa có đăng nhập á thì nó sẽ hiển thị ra được cái trang login. Nó hiển thị ra được cái trang login như thế này nè các bạn. Các bạn sử dụng username và password mà hôm trước các bạn setup á, các bạn truy cập vô giúp mình. Ví dụ như ở đây hôm trước là mình đặt là NT đi. Pass của mình là 123456. Rồi, nhấn login vô thì các bạn sẽ truy cập vô được cái trang admin của mình. Trang này chính là cái trang admin của mình. Nha. Rồi, bài học của ngày hôm nay là bài học mình sẽ add vào một cái template và mình sẽ customize cái template đó. Và trước khi học cái bài này mình sẽ nhắc một số điều đó là như sau. Tùy mỗi cái template mà các bạn lựa chọn thì nó sẽ có những cái customize khác nhau. Ví dụ như các bạn chọn cái thằng template A, nó cho phép các bạn customize được menu, customize được background, customize được một số cái phông chữ của cái website. Nhưng mà các bạn cài đặt một cái template khác, ví dụ như template C, template D gì đấy thì nó chỉ cho phép các bạn là thay đổi background thôi, nó không cho các bạn thay đổi menu là chuyện bình thường. Nó là chuyện bình thường tùy theo cái template mà các bạn lựa chọn chứ không phải là cái template nào nó cũng có cái chức năng customize như như những cái template mà các bạn khác chọn thế nên là trong lớp ví dụ như mình có 40 bạn đúng không, 40 bạn cài 40 cái template khác nhau thì nó sẽ ra những cái customize khác nhau nha. Thế nên là các bạn đừng có ví dụ như hai bạn sát bên cài hai cái template khác nhau, cái thấy bạn bên này có customize được menu, customize được background, logo rồi các kiểu mà nhìn lại bên mình nó không có. Rồi xong rồi hỏi tại sao không có thì cái đó là do là cái template nó khác nhau. Còn nếu như mà các bạn cài giống y chang luôn, template y chang luôn thì chắc chắn có cái customize đó. Đấy, mình nhắc trước nha, nhắc trước để khi mà các bạn làm cái template đó thì tùy theo cái template mà các bạn lựa chọn ha. Rồi. Thì các bạn sẽ thấy là mặc định á là mình sẽ có một cái thằng template là cái hình con chim ấy, cái hình con chim của mình á, đây, đây ví dụ như đây nha, đây ha, đấy ví dụ như ở đây nè, cái này là cái template mặc định ha.
Rồi vậy thì bây giờ mình mong muốn là mình sẽ thay đổi cái template này. Mình mong muốn mình sẽ thay đổi cái template của cái website của mình, thì mình sẽ làm như thế nào? Bằng cách như sau ha. Các bạn sẽ thấy là nhìn cái bên cái khung bên trái của mình ấy, khung bên trái của mình này, nó sẽ có một cái thằng nó ghi là appearance này nè. Các bạn rê chuột vô appearance, nó sẽ có chữ theme ở đây. Nó sẽ có cái chữ theme ở đây nè. Các bạn click vô cái chữ theme. Click vô cái chữ theme ha. Thì khi mà các bạn click vô được cái chữ theme rồi, nó sẽ hiển thị ra được một cái giao diện quản lý toàn bộ tất cả các theme mà có ở trong cái trang web của mình. Có ở trong trang web của mình ha. Mình có bao nhiêu cái theme này nó sẽ quản lý ở đây hết. Rồi, vậy thì bây giờ nó như thế nào? Cái thằng đầu tiên á là cái thằng này nè, nó chính là cái template hiện tại ha. Cái thằng nào mà xuất hiện đầu tiên á, nó chính là cái thằng template hiện tại của mình. Template hiện tại của mình rồi. Bây giờ mình mong muốn là mình sẽ đổi thành một cái template khác. Thay đổi thành một cái template khác thì mình sẽ có như sau. Một là các bạn nhấn vô giúp cho mình cái chữ add new theme. Hai là các bạn nhấn vô cái chữ add new. Cái nút add new này cũng được ha, một trong hai cái nào cũng được hết trơn. Nó y chang nhau. Một là nhấn add new, hai là nhấn add new theme. Y chang, không có gì hết ha, nhấn vô. Nhấn vô ha, thì nó sẽ hiển thị ra cho mình một cái danh sách. Ở trong này mình sẽ có toàn bộ tất cả các theme mà thằng WordPress nó hỗ trợ ở trên cái thằng WordPress này. Thì mình sẽ có hai cách để mình có thể mình add một cái theme vô. Một là mình sẽ chọn trực tiếp cái theme mà mình tìm thấy ở trong cái kho này. Cái kho template này. Cách thứ hai là mình có thể lên Google, mình search một cái theme nào đó, mình thấy là ok cái theme nó đẹp quá, mình có thể download về và mình có thể import vô trong cái WordPress. Mình sẽ có hai cách. Rồi vậy thì cái cách đầu tiên á là cái cách mình sẽ chọn trực tiếp cái template ở trên cái kho này, cái kho template này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ chia ra rất là nhiều mục, ví dụ như là popular nè, phổ biến nè, lastless nè, mới nhất nè, favorite, ưa thích, đúng không? Rồi nó sẽ có thêm một cái thằng filter nữa. Thì các bạn có thể dễ dàng tìm toàn bộ ở trong cái thằng template này, các bạn thích cái template nào thì các bạn chọn template đó. Các bạn chọn cái template nào cũng được hết trơn. Chọn template nào cũng được hết trơn ha. Hoặc là các bạn có thể lựa chọn những cái template theo những cái chủ đề. Bằng cách là các bạn nhấn vô giúp cho mình cái thằng filter ở đây nè. Nhấn vô chữ filter. Thì ngay lập tức nó sẽ sổ xuống cho mình một cái danh sách filter ở đây. Thì như mình nói ha, assignment giai đoạn 1 thì mình sẽ làm một cái trang web giới thiệu về bản thân. Assignment giai đoạn 2 thì mình sẽ làm một cái trang web thương mại điện tử ha. Thế nên ở đây lưu ý luôn ha, bài lab, mình làm bài lab á các bạn ha, mình làm bài lab, mình chấm điểm bài lab thì mình có thể lấy cái website mà mình làm bài lab đó để nộp assignment giai đoạn 1 luôn cũng được luôn ha. Mình sẽ lấy cái bài lab mà các bạn làm á, mình sẽ nộp assignment giai đoạn 1, hoặc là các bạn có thể tạo ra một trang web mới cũng được luôn ha. Tùy theo các bạn thích như thế nào thì các bạn làm như vậy thôi ha. Rồi thì ở đây assignment giai đoạn 1 thì mình có thể chọn những cái template ở trong cái chủ đề blog hoặc là ở trong chủ đề portfolio ở đây ha. Một trong hai cái, một là portfolio, hai là cái blog này, để mình có thể tạo ra được một cái website cá nhân của mình ha, có thông tin hay là có những cái tin tức, những cái thông báo gì đó cho mọi người xem ha. Ví dụ như ở đây mình chọn là portfolio đi, thì các bạn tích vô portfolio và các bạn nhấn apply filter ha, nhấn vô một phát thì ngay lập tức là nó sẽ lọc ra những cái template mà nó có theo chủ đề là portfolio, để cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn ha. Rồi sau đó là các bạn cứ lựa chọn thôi ha, các bạn cứ lựa chọn cái template nào mà các bạn cảm thấy là ưng ý nhất thì các bạn lựa chọn ha. Ví dụ như ở đây mình chọn cái template này mình chọn cái template này thì các bạn có thể review trước xem thử là cái template đó nó sẽ gồm có những cái gì. Bằng cách là các bạn nhấn vô detail này. Các bạn nhấn vô detail á thì tất cả các template mà các bạn xem ở trên cái kho này ở trong cái phần detail, ở trong phần chi tiết ở bên góc bên trái này nè, ở ngay dưới cùng nó luôn luôn có một cái link demo ở đây. Nó luôn luôn có một cái link demo ở đây để cho các bạn xem được cái template đó nó sẽ chạy ra như thế nào. Các bạn có thể xem trước. Bằng cách là các bạn copy cái link này nè. Các bạn copy cái link này và các bạn
pass ra ngoài, pass ra một cái trình duyệt để các bạn xem thử là cái template đó nó sẽ giao diện nó như thế nào. Đây, đây là cái demo của template đó. Demo của template đó ha. Sau này các bạn sẽ custom được hết những cái thằng này ha, yên tâm hết, có được hết ha. Template nó có cái gì thì các bạn làm được y chang như vậy luôn ha. Đấy, ví dụ như như cái template này mình thấy ok, cái template này ok quá, thì mình sẽ lấy cái template này luôn được hết ha. Hoặc là các bạn không thích cái template này, các bạn sao các bạn chọn cái template khác các bạn xem cũng được. Ví dụ như ở đây mình chọn cái thằng template này đi, rồi cái thằng này thì nó không có cái link này. Cái này là nó demo sẵn ở ở đây luôn ha. Đó, cái này là nó demo sẵn ở đây, còn nó sẽ có cái mà nó sẽ có cái link để cho các bạn xem. Đây, ví dụ như thằng này đấy, nó có cái link để cho các bạn xem đầy đủ chi tiết của cái template đó nó như thế nào. Các bạn có thể là mình bắt ra mình xem trước ha, mình xem trước xem thử là cái template đó là mình sẽ làm được như thế nào. Đấy, ví dụ như thế này ha. Rồi sau đó là ví dụ như ở đây mà mình thấy cái thằng này mình ưng ý quá rồi, mình quyết định là mình sẽ lấy cái template này để mình add lên cái giao diện của mình, add lên cái trang web của mình. Thì bằng cách là gì? Các bạn ở đây này ha, các bạn sẽ thấy có một cái nút install ở đây, các bạn nhấn vô cái nút install nha. Đây, khi mà các bạn vô detail á, nó sẽ có cái nút install, hoặc là gì? Hoặc là ở bên ngoài đây nó cũng có cái nút install luôn. Đây, các bạn rê chuột vô thì nó cũng có nút install của những cái template ở đây. Các bạn nhấn install giúp mình. Các bạn nhấn install giúp mình ha. Ví dụ như ở đây, đấy, nhấn install. Nhấn install. Thì ngay lập tức là nó sẽ install cái template này lên trên trang quản trị của WordPress. Nó mới cài đặt thôi nha. Cài đặt thôi chứ nó chưa có áp dụng lên cái website chính thức của mình. Chưa có áp dụng lên website chính thức của mình nha. Đây, website hiện tại của mình á, là cái hình này đúng không? Đây, cái hình màu đen đen này. Đấy, nó chưa có gì hết trơn. Bây giờ mình muốn là áp dụng cái template mình mới vừa cài thì các bạn có thể nhấn trực tiếp ngay chỗ này, nhấn chữ AT luôn cũng được. Nhấn chữ AT ở đây cũng được, hoặc là các bạn quay về cái trang theme của mình á, cái trang quản lý theme của mình á, ngay cái chỗ appearance chọn theme á, thì ở đây các bạn có thể là gì, rê chuột vô những cái template mình đã cài trước đó, nhấn AT ở đây cũng được luôn. Chỗ nào cũng được hết trơn, nhấn AT. Nhấn AT ha. Thì nhấn AT một phát thì ngay lập tức là cái thằng template nào mà nó được AT thì nó sẽ nhảy lên trên đầu. Có nghĩa là cái template được chọn thì nó sẽ nhảy lên trên đầu. Và ngay lập tức là khi mà các bạn reload lại cái trang của mình thì nó sẽ thay đổi. Nó sẽ thay đổi theo cái template ở đây. Nó sẽ thay đổi theo cái template ở đây. Đây, các bạn sẽ thấy là đây, nó sẽ được thay đổi. Thay đổi template khác. Đây là cái cách mà mình có thể là mình sẽ xử lý, mình sẽ xử lý để mình sẽ áp dụng vô cái thằng background này ha. Rồi cái tiếp theo, cái cách thứ hai là mình có thể là down ở trên Google. Ví dụ như là các bạn lên, các bạn search trên Google, các bạn search template của Red, rồi các bạn thấy nó có một cái template nó cho mình download về thì mình download về ha. Ví dụ như ở đây mình ghi là download template WordPress đi. Đấy. Nó sẽ có rất là nhiều ha, rất là nhiều cái template. Các bạn vô bất kỳ vô một cái trang đấy, mình thấy những cái template mà nó demo ở đây, các bạn thích cái thằng nào thì các bạn tải về ha, tải về những cái thằng này. Và khi mà các bạn tải về là chắc chắn nó sẽ, các bạn sẽ tải về được một cái file, mà cái file đó là file zip ha, cái file đuôi là zip á, cái file zip ấy, cái file nén ấy, thì các bạn đừng có giải nén ra nha, template ấy, template mà các bạn download ở trên Google á, các bạn đừng có giải nén ra, không có giải nén ra, mình để y nguyên cái file zip đó cho mình, để mình có thể import vô trong thằng WordPress, vậy thì khi mà mình đã download về xong rồi, bây giờ mình muốn là mình import vô, thì các bạn cũng chọn add new luôn. Các bạn cũng chọn add new luôn, nhưng mà thay vì là các bạn chọn những cái template ở bên dưới cái trang này, bên dưới cái store này ha, thì mình chọn giúp cho mình cái nút upload đây, nhấn upload đó, thì nó sẽ hiển thị ra cho mình cái khung ở đây để mình có thể chọn cái file zip này. Các bạn sẽ thấy ha, đây ha, file zip format này thì mình sẽ update ha. Rồi nhấn to file. Nhấn to file ha. Rồi ở đây mình chọn cái này đây. Ví dụ như ở đây mình có một cái template mà mình đã download về trước nè. Rồi mình nhấn install thôi. Install ha. Cái template này nó tên là Extra. Cái template này nó tên Extra này. Thì quá trình mà nó
sẽ cài đặt cái theme á, nó sẽ diễn ra ở đây và các bạn có thể xem được là nó sẽ cài đặt thành công hay là không. À, ở đây nó đã cài đặt thành công này. Thì khi mà các bạn quay lại cái trang quản lý theme của mình á, Appearance chọn theme, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái theme mà mình đã add vô. À, cái theme mà mình đã add vô ở đây và mình có thể hoàn toàn là nhấn AT nó như mình. À, ví dụ như đây nhấn AT này. À, nhấn AT cái template này. À, ứng vô trong cái trang WordPress của mình. Đấy, AT cái Astra đúng không? Vậy thì khi mà mình load lại đây. Đấy, nó sẽ qua thành một cái giao diện khác. Ha, à, nó sẽ qua thành một cái giao diện khác ha, à, tùy theo cái template mà nó sẽ hiển thị cái giao diện nó khác nhau. Ha. À, rồi, đó là cái vòng mà mình sẽ add cái theme vô. Mình add cái theme vô. Rồi, cái phần tiếp theo đó là cái phần mà mình sẽ customize là cái theme. À, thì các bạn sẽ thấy ở đây Appearance ở đây nó sẽ có một cái mục, khi mà mình đã add một cái theme nào đó bất kỳ rồi đó, nó sẽ có một cái mục là customize ở đây. Các bạn nhấn vô cái customize giúp mình. À, mình sẽ nhấn vô cái thằng customize này. Thì cái thằng customize này nó sẽ quản lý toàn bộ những cái, à, những cái mà mình có thể customize trên cái thằng template này. À, nhắc lại một lần nữa, mình sẽ quản lý được tất cả các mục mà mình có thể mình customize trên template. À, tất cả các mục mà mình customize trên template, và mỗi template nó sẽ có những cái mục custom khác nhau, không phải template nào cũng giống như template nào. À, nha, các bạn nhớ lưu ý ha. Ví dụ như ở đây nó cho mình đây, các bạn sẽ thấy ở đây ha. Ví dụ như là cái template extra của mình ấy, nó cho mình là gì? Nó cho mình là global nè, mình có thể là gì, chọn typography nè, mình có thể chọn color nè. Ví dụ như đây mình chọn color đi. Rồi ví dụ như là mình đổi thành một cái color khác đi. Ví dụ như ở đây mình chọn là màu xanh này đi. Đấy, ví dụ như ở đây mình chọn màu xanh này đi. Thì các bạn sẽ thấy gì? Cái nút này nó đổi thành màu xanh này. Đấy, cái nút search nó đổi thành màu xanh này các bạn. Đấy, ví dụ như mình đổi thành màu đỏ đi. Đấy. Đấy, thì ngay lập tức là gì? Cái thằng này nó đổi thành màu đỏ này. À, đổi thành màu đỏ. À, hoặc là gì? Hoặc là các bạn có thể custom những cái thằng khác cũng được. Ví dụ như là các bạn custom cái button này. À, các bạn custom button, các bạn không có thích là cái button là hình vuông mà các bạn thích là cái button nó hình bo tròn như thế này, thì các bạn click vô một phát thì nó sẽ tự động nó sẽ thay đổi theo. À, ở đây là nó review cho các bạn ha. À, đấy, hoặc là gì, hoặc là các bạn có thể là gì, thay đổi một số cái, ví dụ như là container nè. Đấy, container nó như thế nào đây. Rồi typography, các bạn có thể hoàn toàn các bạn có thể thay đổi được cái thằng này ha. Rồi sao đứng nó bị lát này. Nó lại cái. À ha, các bạn có thể hoàn toàn các bạn thay đổi ha. Hoặc là gì, hoặc là các bạn ở đây á là những cái thằng mà nó có ở trên cái của mình ha, ở trên cái template của mình. À, ở trên cái template của mình. Còn đối với một số cái template khác thì nó sẽ cho các bạn có thể customize cái khác. À, ví dụ như ở đây mình chọn một cái thằng template khác đi. À, mình chọn một cái thằng template khác để mình vô mình xem thử cái customize của nó như thế nào. Đây mình đặt cái thằng styline này lên đi. Đây ha. Thì khi mà các bạn vô trong cái thằng customize của cái thằng styline này, của cái thằng template này, thì nó sẽ ra những cái customize khác. Đấy, các bạn sẽ thấy nó khác liền ha. Nó là theme setting nè, style identity nè, color nè, hit email nè, background email rồi chẳng hạn ha. Nó sẽ cho mình custom những cái thằng khác. Ví dụ như ở đây mình xóa đi, mình không thích cái background nữa. À, mình chọn thêm một cái background khác cũng được. Ví dụ đây mình lấy cái thằng này để mình làm cái background. Đấy. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là nó sẽ đổi cái background của mình. Và khi mà các bạn thay đổi xong ha, thay đổi xong những cái thằng này thì các bạn nhấn giúp cho mình publish. À, nhấn giúp cho mình chữ publish nha, thì nó mới áp dụng lên cái trang web chính thức của mình. À, nhấn Publish xong thì khi mà các bạn load lại nè, đây ví dụ như ở đây mình load lại cái trang web cho các bạn xem, thì nó mới áp dụng lên cái các template của mình. À, cái các template của mình ha, và các bạn có thể thay đổi ví dụ như là color đi. Đấy, các bạn thích, các bạn chọn những cái color của những cái màu, à, những cái màu gì đấy, à, customize cái thằng này. Đấy, nó sẽ tự động nó sẽ thay đổi theo ha. Đây, cái hình nó khó. Đấy, ha, các bạn có thể thay đổi như bình thường để mình có thể thay đổi được những cái color nè, hoặc là gì, hoặc là các bạn có thể thay đổi được cái header email gì đó.
tùy theo ha, tùy theo cái template mà mình có thể mình thay đổi khác nhau ha. Này có rất là nhiều cái ha, rất rất là nhiều cái đây, mình muốn thay đổi phông chữ cũng được luôn các bạn ha. Đấy, thay đổi phông chữ thì nó sẽ tự động là nó sẽ thay đổi phông chữ theo cho mình ha, hoặc là mình sẽ set cái này, ví dụ như ở đây mình set cho nó cái chữ màu đen đi, đấy thì nó sẽ tự động nó sẽ thay đổi cái phông chữ của mình, nó chuyển sang màu đen ha. Thì tùy theo cái template của mình. Rồi vậy thì cái ngày hôm nay mình sẽ làm cái gì? Ngày hôm nay bài của mình sẽ là các bạn sẽ lựa chọn cái template riêng cho từng bạn ha, từng bạn ha, và sau đó mình sẽ customize cái phần bên ngoài, có nghĩa là mình sẽ customize cái giao diện nó ha, làm sao mà cho nó đẹp nhất ha. Và buổi hôm sau mình sẽ bắt đầu là mình sẽ add nội dung lên trên cái website của mình ha, add nội dung trên website của mình ha. Và các bạn có thể lấy cái bài này để các bạn nộp assignment giai đoạn 1 nha. Nộp xong mình ai đồng một là vào thứ thứ sáu tuần sau ấy ha, thứ sáu tuần sau ha. Các bạn làm xong nhớ lưu ý là phải nhấn public lên giúp mình ha, nhấn public lên thì nó mới áp dụng lên được cái website của mình. À, còn một cái nữa ha, để mà các bạn vào được cái website của mình á thì các bạn có thể là sử dụng cái đường link là localhost xẹt cái tên thư mục, hoặc là các bạn không có nhớ cái tên thư mục của mình thì các bạn có thể là ngay ở trên cái trang quản trị của mình nè, các bạn rê chuột vô trong cái ngôi nhà á, nó có cái chữ visit site, các bạn nhấn vô cái thằng visit site đó nó cũng sẽ qua được cái trang web của mình ha, nó cũng sẽ qua được cái trang web của mình để mình xem được cái sự thay đổi ở trong đó, đó. À rồi được không các bạn, được không, được không, được không, được không. Rồi các bạn nào có câu hỏi gì không? Nó ban đầu khi mà các bạn add cái template vô á nha là nó vẫn chưa có nội dung gì đâu. À, chưa có nội dung gì hết, nó chỉ có một số cái bài, ví dụ như là sample exam rồi hello world hay là những cái thứ gì đấy ha. Thì những cái thằng đó là những cái thằng mặc định, khi mà các bạn mới mới ban đầu các bạn cài cái WordPress á, nó sẽ có sẵn những cái thằng đó. Và sau này buổi học hôm sau thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ chỉnh sửa cái bay đó ha, mình sẽ chỉnh sửa những cái nội dung đó và mình sẽ thiết lập cái menu cho cái website của mình. À thì cái đó thì hôm sau chúng ta sẽ được học. À, hôm nay mình sẽ chọn template và mình sẽ test những cái background trước, thay đổi phông chữ, thay đổi logo rồi gì đó, các bạn sẽ tự tự thay đổi giúp mình ha. Được không, được không? Rồi, ok ha. Rồi, vậy thì mình dừng record luôn nha.